27. Phẩm cầu bát nhã. Lúc bấy giờ, trời đế thích hỏi Xá Lợi Tử: Bạch Đại Đức, bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành sẽ cầu ở đâu? Xá Lợi Tử đáp: Kiểu Thi Ca, bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành sẽ cầu ở trong những điều mà Thiện Hiện đã nói. Khi ấy, trời đế thích nói với Thiện Hiện: Này theo lời tôn giả Xá Lợi Tử đã nói, thì đó là do thần lực của Đại Đức, và Đại Đức là chỗ nương chăng? Thiện Hiện bảo: Kiểu Thi Ca, đó chẳng phải là thần lực của ta, chẳng phải ta là chỗ nương. Trời đế thích hỏi: Đó là thần lực của ai, ai là chỗ nương? Thiện Hiện đáp: Đó là thần lực của Như Lai, Như Lai là chỗ nương. Trời đế thích hỏi: Bạch Đại Đức, tất cả pháp không có chỗ nương, thì tại sao có thể nói là Xá Lợi Tử đã nói đó là thần lực của Như Lai, Như Lai là chỗ nương? Thiện Hiện bảo: Kiểu Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, tất cả pháp không có chỗ nương, vì vậy nên Như Lai chẳng phải là chỗ nương, cũng không có chỗ nương, chỉ vì tùy thuận theo thế tục mà đặt bày ra lời nói là chỗ nương. Kiểu Thi Ca, chẳng phải lìa cái không chỗ nương có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa cái không chỗ nương có thể đắc Như Lai chân như, chẳng phải lìa cái không chỗ nương có thể đắc Như Lai pháp tánh, chẳng phải lìa cái không chỗ nương có thể đắc chân như Như Lai, chẳng phải lìa cái không chỗ nương có thể đắc pháp tánh Như Lai, chẳng phải lìa chân như không chỗ nương có thể đắc chân như Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh không chỗ nương có thể đắc pháp tánh Như Lai. Kiểu Thi Ca, chẳng phải trong cái không chỗ nương có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc cái không chỗ nương, chẳng phải trong chân như không chỗ nương có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như không chỗ nương, chẳng phải trong pháp tánh không chỗ nương có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh không chỗ nương, chẳng phải trong cái không chỗ nương có thể đắc chân như Như Lai, chẳng phải trong chân như Như Lai có thể đắc cái không chỗ nương, chẳng phải trong cái không chỗ nương có thể đắc pháp tánh Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh Như Lai có thể đắc cái không chỗ nương, chẳng phải trong chân như không chỗ nương có thể đắc chân như Như Lai, chẳng phải trong chân như Như Lai có thể đắc chân như không chỗ nương, chẳng phải trong pháp tánh không chỗ nương có thể đắc pháp tánh Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh Như Lai có thể đắc pháp tánh không chỗ nương. Kiểu Thi Ca, chẳng phải lìa sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sắc có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thọ tưởng hành thức có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thọ tưởng hành thức có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu Thi Ca, chẳng phải trong sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc sắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong chân như của sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của sắc, chẳng phải trong chân như của thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong pháp tánh của sắc có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc, chẳng phải trong pháp tánh của thọ tưởng hành thức có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong sắc có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc sắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai,
chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc sắc, chẳng phải trong thọ tưởng hành thức có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong chân như của sắc có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của sắc, chẳng phải trong chân như của thọ tưởng hành thức có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thọ tưởng hành thức, chẳng phải trong pháp tánh của sắc có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc, chẳng phải trong pháp tánh của thọ tưởng hành thức có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thọ tưởng hành thức. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa nhãn xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa nhãn xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhãn xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhãn xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc nhãn xứ, chẳng phải trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong chân như của nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của nhãn xứ, chẳng phải trong chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong pháp tánh của nhãn xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhãn xứ, chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong nhãn xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc nhãn xứ, chẳng phải trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong nhãn xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc nhãn xứ, chẳng phải trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong chân như của nhãn xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của nhãn xứ, chẳng phải trong chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng phải trong pháp tánh của nhãn xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhãn xứ, chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sắc xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa sắc xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai.
Kiểu thi ca, chẳng phải trong sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc sắc xứ, chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong chân như của sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của sắc xứ, chẳng phải trong chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong pháp tánh của sắc xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc xứ, chẳng phải trong pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong sắc xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc sắc xứ, chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong sắc xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc sắc xứ, chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong chân như của sắc xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của sắc xứ, chẳng phải trong chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải trong pháp tánh của sắc xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc xứ, chẳng phải trong pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa nhãn giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của nhãn giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc nhãn giới, chẳng phải trong sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của nhãn giới, chẳng phải trong chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong pháp tánh của nhãn giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhãn giới, chẳng phải trong pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải trong nhãn giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc nhãn giới, chẳng phải trong sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng phải trong nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc nhãn giới, chẳng phải trong sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của nhãn giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của nhãn giới,
chẳng phải trong chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc đẳng duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc đẳng duyên sinh ra, chẳng phải trong pháp tánh của nhãn giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhãn giới, chẳng phải trong pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc đẳng duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc đẳng duyên sinh ra. Hết quyển thứ 89.